Đúng. Thì anh nói về cái khoản đầu tư được không? Cái khoản đầu tư của cái TSP, cái của bưu điện hả? Tiền sao? Đúng rồi. Đầu tư với lại cái tiền expansion này nọ. Cái đầu tư Cái của bưu tiền điện. expansion, cái tiền expansion là nghe nói là anh phải vô regular nó mới cho anh coi anh có bao nhiêu tiền trong expansion đúng không? Tại em nghe nói cái anh đó anh phải regular, anh nói là khi khi vô regular mình mới xem được, là nó trong cái phần mà lúc mà nó trả tiền á nó có ghi expansion bao nhiêu gì đó, Nhưng mà cái đó tại không của có em bây giờ chưa có. nhưng mà khoảng ở chừng thì trung bình ở chừng nếu mà làm chính thức gọi 20 năm rồi đó, khoảng ở chừng 1.400 tới 1.600 hay gì đó, khoảng trong cái khoảng thời gian đó đó, mà làm như 20 năm trở lên đó, là đó khi mà em về hưu là được nó trả hàng tháng cả đời luôn, rồi chưa kể cái TSP của em nữa. Đúng rồi, Nhưng mà cái đó thì hôm 1.400 thì mà không đáng kể nhiều, thì cũng nhiều cũng tốt, mà cái quan trọng cái TSP của mình đó, cái TSP là tương tự như là 401k của mấy công ty khác không, của mình là chính phủ thì gọi là TSP là Thrift Savings Plan, thì nó hơi khác xíu. Thì cái đó cái Mà cái anh nói đi, anh nói chứ. tại có nhiều người không biết rồi, cái TSP là khi mà đầu tư bất cứ công ty nào này nọ, 401k nào, cái đầu tư nó gọi có cái match, họ có cái match không, rồi cái match bao nhiêu phần trăm, tại cái match rồi xong rồi có cái traditional hoặc là có Roth không, cái Roth là cái lấy tiền trả thế rồi đầu tư để sau này em về hưu em có tiền ra như 59 tuổi gửi là cái số này em phải về hưu mà không bị trả phạt, hiểu không? 59 tuổi gửi là lúc ông cút ra, tại em trả tiền, tại em đầu tư cái tiền đã đóng thế rồi, bởi sau này cũng ra khỏi đóng thế, em chỉ đóng thế giống như 1 năm thôi chứ không phải đóng thế những cái tiền mà bỏ qua vô. Cái traditional là đầu tư sau thế, lợi đầu tư trước thế là khi mà đầu tư cái tiền đó chưa đóng thế, bởi sau này em lúc mà cút ra 60 tuổi gì đó hay trở lên đó thì cũng phải đóng thế, rồi phải đóng thế cái tiền mà tiền lời nữa, tại Roth chưa đóng thế. Bởi vì khi mình còn trẻ thì cái Roth nó sẽ tốt hơn, bởi như là cái match sẽ tốt nhất, rồi xong rồi cái Roth, rồi xong rồi sẽ tới cái traditional, cái ba bước rồi xong bưu điện cái TSP là vô Light Blue, rồi xong rồi xuống vô Post-it, rồi xong rồi xuống vô cái phần Thrift Saving Plan đó, nó có hai section, cái traditional, cái Roth. Bưu điện nó sẽ bưu điện cái lực á, không phải bưu điện đâu, cái lực á là nó match cho mình, nó match qua cái traditional, rồi xong cái Roth á, rồi cái bưu điện nó match mình 5%, và cái Roth là tiền chỉ đồng tiền đóng thế gọi đầu tư, bởi em bỏ tiền vô với được Roth hơn 5% á, nó sẽ match cho em 5% qua traditional cho em miễn phí, tại tại em đã đóng rồi, xong rồi cái đó, xong rồi cái tiền đó em có thể là đầu tư bằng là dollar amount hay tiền bao nhiêu, 100 đô hay là 200 đô hoặc có percentage 5 5% 10% 20% gì đó tùy em thôi. Vậy theo anh nói bây giờ em chỉ bỏ cái rod á, nó vẫn match cho em luôn cái traditional không? Yes. Nếu em bỏ rod không, nó vẫn match cho mình 5% của Yeah, yeah. traditional. Giống như em bỏ nhiều Ok, cái em bỏ nhiều cái Roth như là 200%, thí dụ 200% là nó match thêm em 5% từ cái traditional. Xong mình vô cái đó là bước 1, rồi bước 2 là vô TSP.gov, là đó mình chọn cái quỹ đầu tư nào. Và nếu mà khi mà mình đăng ký, khi mà mình vô chính thức, nó tự động nó bỏ vô cái năm mà nó nghĩ em sẽ về hưu, là giống như là cái nó gọi L, L là lifestyle, là 20 40 20 50 đó, mấy cái đó em không có control được cái quỹ, cái đầu tư cái, trong cái đầu tư quỹ đó không có control được cái mình đầu tư như thế nào, nó đầu tư sẵn cho mình, bởi vậy mình phải đổi cái CS&I, cái đó là tốt nhất rồi, để mình để cái đó rồi xong mình control được, chứ mình đừng để công ty control cho mình.
Tại nghe cái ông Dave Ramsey á, ông nói là như là đầu tư C 80%, rồi cái S là small cap là 10%, rồi xong rồi I là international 10%, là 80, 10, 10 là C, S, and I. Rồi xong rồi trong cái Facebook cũng có bà kia, bà tên là Debbie Brown, bà có nhóm hơn 100.000 người theo dõi bà. Bà đó là C 75%, S 25%. Rồi cái quan trọng trung bình Mỹ mình có từ 8 đến 10%, rồi xong mình dùng cái calculator nữa là compound interest calculator, mình bỏ tiền vô thì ok bao nhiêu phần trăm mình đầu tư bao nhiêu, mình biết được, mình track được mỗi năm mình được bao nhiêu tiền. Bởi có không phải là mình guess xem đó, nếu mà mình có 1% là nó sẽ được như vậy thôi, mới làm gì nó sẽ dễ hơn mình, nó khỏi mình phải lo mình rút ra được không này nọ. Tại không biết người mình còn biết họ kinh tế nó xuống mình rút ra, mình bỏ qua cái khác nữa đâu. Khi mà kinh tế xuống á, nó sẽ lên lại thôi, kinh tế xuống thì mình mua cái stock nó giảm giá, nhưng nó hạ giá mình mua được nhiều hơn. Thí dụ cái bình thường thì giống như 100 đồng mình mua một cái share, bây giờ 100 đồng mình mua được hai cái share, và sau này lên mình được lời, mình không bao giờ cứ rút ra hết, mình cứ bỏ thêm hay là ổ lúc mình cần hay gì ổ có thêm đi thì nọ mình cần rồi mình giảm lại thôi, chứ mình không có rút ra, không có mượn nữa. Tại có nhiều người không biết không mà họ hỏi tụi nó nên đừng làm gì phải cái tương lai của mình mà đừng có rút ra vậy bà. Em có thắc mắc gì như là mình bỏ cái tiền vô cái TSP cái quỹ 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 hưu ha, rồi hưu hả, tiền bỏ tiền hưu á, thì như mình muốn bỏ cái tên người nhà mình vô cũng được phải không anh, ở trong cái TSP đó góp á, thì em thấy Tên cái em người có nhà thắc mắc người mà như đúng rồi, là như em hôm qua em có coi như là bỏ vô được, là mình có vậy bỏ mình muốn bỏ bao nhiêu người cũng được hay sao á, mình cứ bỏ xô xồ của người ta vô thôi. giống như trong khi mà giống như là em qua đời gì vậy, xong rồi bắt buộc em qua đời, rồi xong rồi người đó sẽ nhận được, thì cũng như cũng tưởng tượng giống như nhà ba của em hay bất cứ gì đó. Nếu mày có emergency hay có nếu mày trường hợp qua đời, mày muốn người nào nhận cái tiền này, thì thường thường mình ghi vợ thấy không, nếu bây giờ có phép thì mình ghi vợ mình thôi, hoặc là mình mượn con mình. Con thì cái nếu cái trường hợp bị xảy ra thì nó sẽ contact cái người đó, nó sẽ gửi thư gửi mail gì về cho cái người đó. Rồi gửi mail cho người đó mới hay, khi mày đã được chọn là người nhận cái tiền này nè, là người đã mất đi rồi. Anh nói về cái bảo hiểm được không? Bảo hiểm ở đây cho mọi người biết được. Bảo hiểm sức khỏe nào good, cái nào ok. Bảo hiểm sức khỏe là sao? Bảo hiểm bưu điện Medical mới cũng á, điện hả? medical Tại á. tại bưu điện nó có Medical. Dạ nhiều đúng rồi. nó có nhiều cái option lắm, mình có thể làm cái NALC đó là của nhiều nhìn đó, thì nó rẻ ở chừng family chừng trăm đô mà. Nhưng mà tại cái đó mình phải đi lại người này người nọ, thế không để lại công ở lại đây khác mắt còn lại kia này, xong chuyển cái file này nọ, rồi xong rồi nó có Blue Cross Blue Shield, rồi xong rồi anh có Kaiser tại tí đó. Ông làm hai mấy năm có Kaiser, cũng có Kaiser mắc như quỷ vậy, nhưng mà anh có hai 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 option đó. Rồi xong tại mỗi thứ nó như Costco, mọi thứ nó có chẳng hết trơn á, bởi nó dễ hơn nhưng mà tại nó mắc tiền thôi. Thì nó có nhiều option, rồi cái nha sĩ thì nó rẻ, nó không có mắc. Rồi nó còn có bảo hiểm nhân thọ nữa, theo cái lương của mình 5-10% hay gì đó, một gấp một lần, gấp hai lần, gấp ba lần, gấp bốn lần, gấp năm lần cái bệnh nhân thọ cho bưu điện á.